Rồi hết bệnh này tới bệnh kia mấy fan ơi, đang mọi thứ ok hết, giờ bấm bấm đèn khẩn cấp nó hết nháy đèn luôn rồi. Bấm đèn khẩn cấp im ru luôn. Rồi bên này thì nhan đầu trái phải gì cũng không có cần nào nhảy. Rồi giờ mình để mình đi đo cầu chì mình coi coi có vấn đề gì không nha. Rồi để đo cầu chì thì mình cần phải mở khóa lên on nha, để mình kiểm tra cầu chì đèn xi nhan nha, vì tắt máy rút chìa khóa ra là mình mở xi nhan nó không có nháy đâu, cho nên là không có thử được, cần phải mở lên on nha. Rồi thì mình sử dụng cái cây bút thử nha, cây bút thử nó báo số volt luôn, thì nếu có điều kiện mấy anh em nên mua cái cây này, nó báo số volt cũng lợi hại lắm. Mình chấm vô chỗ nào mình coi, nếu mà chỗ đó điện nó yếu hơn là mình biết liền. Bây giờ cái thằng này là cái thằng thử thì nó phải là cực âm nha, bóp vô cực âm. Mình rút cái này ra đi, để vài bữa mình sơn cái này màu đen luôn là thành, để biết dễ nhận biết nha. Để này cắm vô lửa là không được, phải cắm vô âm nha, âm bình hoặc là âm sườn. Rồi cái hộp cầu chì thì mình mở ra đi để mình thử coi cái cầu chì có bị đứt không. Mới đứt xong một nụi này thay rồi nè, mới thay một nụi rồi mà vẫn không cháy đèn nữa. Thì giờ thử thì mình chấm điện vô cái cầu chì để mình coi, có đứt không nha. Thì mình dò trong cái bảng nè, cái bảng cái thằng chính giữa này là thằng cầu chì Haza nè, Haza là đèn ưu tiên khẩn cấp nè ha. Rồi là đối chiếu vô đây nó là thằng màu xanh chỗ này nè. Rồi hiện này là nó có điện nha. Đây. Ừ. Có sáng đèn nè. Vậy là hai đầu nó có sáng đèn hết 12V 1 ha. Vậy là cầu chì này không có đứt nha. Cầu chì này không có đứt. Rồi mình tiếp tục vô trong mình kiểm tra nha. Thì cái này là cầu chì Haza ha. Còn mấy thằng kia cục chì khác, mình đang bị nó, mình quan tâm tới nó thôi. Rồi giờ mình vô trong xe mình kiểm tra bên trong xe nó còn cục chì nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô xe để mình kiểm tra cái cục chì trong xe coi coi như thế nào. Xe xì bắt Matiz 3, trong đây nó có một bộ cục chì nữa nha. Cái cục xanh xanh là cục gờ le đèn chớp. Còn cục chì bên này ha. Giờ mình sẽ mở cái hộp cầu chì này ra nè. Mở cái hộp này ra rồi mình dò thử coi có cái nào mà nó bị đứt không nha. Rồi giờ mình sẽ dùng cái đèn này mình kẹp đại nó vô chỗ nào trong cái sườn đó để mình có thể mình thử nha. Rồi sau khi kẹp thì mình đưa cái bút lên để mình chấm vô mấy cái này nè, coi thằng nào không sáng đèn. Sáng hết thì thôi, chấm hai đầu nha, hai đầu của cầu chì mới xác định được nha. Chấm một đầu thì nó đứt mình đâu có biết được. Rồi xác định là cầu chì sáng đủ hết nha, 12V 2 ha. Rồi sáng đủ hết, không có đứt, ở ngoài cũng không có đứt. Vậy là nghi vấn tiếp theo là cục gờ le ha. Giờ mình sẽ rút cái cục gờ le này ra cái.
Rồi như vậy sau khi mình kiểm tra hết tất cả các cầu chì thì không có cầu chì nào đứt, tại vì nó đã đứt và mình thay lại rồi ha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ kiểm tra cái relay này. Relay này nó có hai cái lẫy hai bên này, mình mở ra thử nha. Rồi mình móc hai cái lẫy này mình ghi ra. Rồi vậy là nguyên nhân là do cái relay này nó bị hít lên trên, nó không chịu bung xuống nha. Sau khi mình để cái ngón tay vô nó làm cái bọc cái nó nhúng xuống rồi. Nó nhúng xuống, nó nhịp nhịp như này là cái điểm tiếp xúc của nó ok nè. Lúc mình mở nhan kêu chọc chọc á là quỷ này nó bung nó kêu nè. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô lại và test thử coi ổn không nha. Rồi và sau khi mình mở cái này ra mình xem rồi mình gắn vô lại nha. Rồi sau khi mình gắn vô lại bây giờ mình sẽ ra mình test thử coi nó sáng chưa nha. Thì mình nghi là do cái chấu đó nó bị kẹt nó dính lên. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ mở ra xi nhan lên nha, coi đèn nó có chớp không. Wow, ok chớp rồi mấy fan. Vậy là lỗi do cục đó rồi nha. Rồi chớp ok, giờ mình qua mình nhấn đèn khẩn cấp thử ha. Wow, ok, vậy là lỗi do cục đó nha. Thì cục đó là cái cục lô hôm trước mà cái cục rin tự nhiên nó bị hư đó, mình có làm clip trước rồi đó. Rồi do cũng khó khăn cho nên mình mua cục lô mình gắn vô nha. Nếu có điều kiện thì mấy anh em nên mua cục rin nha. Chim nó màu đen. Rồi vậy là ok hết phần điện ha. Rồi.